chuyện truyền thanh. Câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, văn hóa khi tham gia giao thông là một phần quan trọng trong văn hóa cộng đồng. Nó được biểu hiện bằng việc có ứng xử chuẩn mực, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về giao thông. Trong văn hóa giao thông, đề cao ý thức tự giác của mỗi cá nhân, tôn trọng những người cùng tham gia giao thông. Đặc biệt, văn hóa giao thông là một loại văn hóa ứng xử. Thông qua đó, chúng ta biết được cách tư duy, cách giáo dục, cách hành xử của mỗi con người. Vì vậy, nhân cách con người sẽ bị đánh giá xấu đi vì lối hành xử không đúng trong văn hóa tham gia giao thông. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện truyền thanh cũng tại Cái Đèn của tác giả Thúy Hằng, với sự tham gia thể hiện của các diễn viên Tường Duy, vai Vũ, Ngọc Loan, vai Nhi, Duy Hằng, vai Cô Tám, Hồ Trãi, vai Chú Mười, Quốc Sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Ông Mười tay xách bọc đồ, tay cầm túi trái cây, khệ nệ đi vô nhà bà Tám. Chưa kịp lên tiếng gọi thì thấy Nhi từ nhà sau đi ra. Ủa, chú Mười, chú tới hồi nào mà không lên tiếng vậy? Để con gọi má con. Chú mới tới, mang cho má con ít trái cây với bánh nè. Lần nào ghé chú cũng mang đồ quá trời luôn. Nhà con á, đâu có con nít, chú mua đồ nhiều vậy á, ăn gì hết. Kệ đi con, đồ nhà không hả? Tính ra má con có phước, bà con mất á, cũng mấy chục năm rồi. Giờ có người bầu bạn với má con á, thì con vui lắm á. Con nghĩ vậy á, chú Mười cảm ơn. Nhưng má con còn dùng dằn mãi hả? Chú phải cố lên, có con hỗ trợ mà. Nghe con nói á, chú khỏe trong người liền nè. Con chuẩn bị đi chơi đó hả Nhi? Dạ, con có hẹn với bạn. Vậy lấy xe chú Mười chạy cho em con. Con gái mà chạy xe số cực lắm. Dạ thôi chú, bạn con nó đón con. Có bạn trai rồi phải không? Dạ, con đi nghe chú Mười. Đi đi con. Ủa, anh Mười, anh tới hồi nào vậy? Bộ con Nhi nó đi rồi hả anh? Cũng mới tới. Con Nhi nó đi với bạn trai rồi. Thấy nó có bạn trai nên tôi cũng vui lây với nó. Biết người ta làm sao mà vui anh ơi. Nó chưa dắt gì nhà thì cũng chưa có chính thức gì đâu. Vụ đó đó, có liên quan gì tới anh mà anh vui với vẻ? Quá liên quan luôn đó chứ. Còn nó yên bề gia thất thì Tám cũng không còn phải lo lắng gì nữa. Tám có thể... Chuyện đó tôi chưa nghĩ tới. Trước mắt tôi chỉ lo cho con Nhi thôi. Có tôi lo phụ với Tám đây nè. Bữa nào kêu con đưa bạn về ăn cơm, rồi nói chuyện cụ thể luôn. Tôi cũng biết nhìn người lắm nha. Chuyện đó cứ để từ từ. Giờ tôi phải đi đám cưới con trai chị Hai Hường. Ý chết, tí nữa tôi quên mất tiêu rồi. Chị Hai có mời tôi nữa. Để anh chở Tám đi nha. Có mời thiệt không đó? Thiệt chứ, cũng hên bữa nay mặc đồ mới. Thôi, mình đi Tám. Trên đường lái xe về nhà, trời đã tối. Bà Tám ngồi phía sau xe cằn nhằn. Kêu anh về sớm mà tới giờ này mới chịu về. Thôi chạy từ từ thôi á. Yên tâm, tôi chạy ổn lắm. Lâu lâu Tám mới có dịp gặp gỡ bạn bè nên cứ tâm sự cho vui, chứ về sớm chi cũng đâu có làm gì. Bé Nhi cũng đi chơi với bạn rồi. Nhưng về tối, đường xa, chạy xe nguy hiểm. Tôi chạy thì Tám yên tâm đi, không có xảy ra chuyện gì đâu mà sợ. Nói giỏi không à. Tôi không rượu bia, lái xe chậm rãi thì Tám cứ thoải mái ngồi. Già rồi, chứ không phải còn trẻ đâu à. Nhắc mới nhớ à nha, bạn của con Nhi đưa về. Mình phải coi cách nó lái xe ra sao để còn quyết định tính cách nó nữa nha Tám. Ai chỉ anh cái vụ nhìn cách lái xe tôi biết luôn tính cách con người luôn đó. Này nha, nó mà đàng hoàng tử tế thì cái cách nó tham gia giao thông cũng tử tế đàng hoàng, biết tôn trọng mọi người. Tám hỏi con bé Nhi là biết liền chứ gì. Ê, có xe chạy tới kìa mọi người. Có chừng.
Trời ơi, chết tôi rồi anh Mười ơi. Tám, có sao không Tám? Ủa, má với chú Mười kìa. Má có sao không má? Chú Mười, sao vậy chú? Tám đứng lên thử coi, chân có đau chỗ nào không? Không sao, chắc bầm ngoài da thôi. Mà con ở đâu ra vậy Nhi? Bộ chú Mười tự té hả? Đi là má em hả? Bác ơi, bác có sao không bác? Bác không sao. Có sao đó. Tôi nói không sao mà. Hai đứa tối rồi, chạy ra hướng này là đi đâu? Dạ, con đã về được một đoạn rồi, nhưng nhớ là má đang ở nhà một mình, định chạy lại chợ ghé mua cháo về cho má. Má mới đi đám về. Thôi, về nhà đi, khỏi mua bán gì nữa hết á. Nhưng bác có sao không bác? Hay mình đi khám lại một cái cho nó chắc đi bác ơi. Thôi khỏi, cảm ơn cậu à. Chuyện đó là tôi biết tự tính. Huyền cậu chạy trước, đưa con Nhi về nhà. Tôi sẽ chạy theo sau. Sao chú Mười có vẻ không vui vậy chú? Sao mà vui được? Con biết ai gây ra tai nạn này không mà kêu chú vui? Tai nạn hả? Chứ không phải là chú tự té sao? Không có chuyện đương không chú té, mà bạn của con á, nó chạy xe pha cái đèn chiếu vô mặt chú. Chú không thấy đường chạy, quýnh quang đạp thắng gấp nên mới ngã nhào đây nè. Ủa, anh Vũ, chạy xe trong nội ô, anh mở đèn pha chi vậy? Tại anh thấy đèn chiếu gần không quan sát hết, với lại đó giờ anh... Anh nghe ra chuyện rồi đó, thấy chưa? Thôi thôi, bỏ đi anh Mười ơi, lớn tuổi rồi, đừng có đi ban đêm nữa. Tám nói cái gì vậy? Cái này là do cậu ấy sai đó chứ. Nói gì nữa, tuy đèn chiếu vô mắt, nhưng mình cũng tự ngã, sao đổ lỗi cho người ta? Tám ơi, luật quy định rõ ràng, mà người lái xe cũng phải tự ý thức khi lái xe trong nội ô hay khi đối mặt với xe ngược chiều. Người lái xe phải tự động để chế độ đèn chiếu gần để không gây ảnh hưởng tới người khác chứ. Cái đó có quan trọng gì đâu. Sao không quan trọng? Nè cậu kia, cậu có hiểu vấn đề đó không? Dạ, con hiểu. Hiểu mà vẫn làm. Vậy là cái văn hóa tham gia giao thông của cậu ở đâu? Dạ, con không có cố ý. Con vô tình làm bác gái bị té. Dạ, con xin lỗi hai bác. Ý cậu nói nếu biết là mẹ con Nhi thì cậu không làm bậy, đúng không? Thôi thôi mà anh Mười, làm căng chi vậy không biết nữa. Tôi đâu có làm sao đâu, thôi bỏ qua đi. Đâu được Tám, cũng may lúc nãy không có xe chạy sao. Nếu có thì sao đây? Dạ, tụi con biết rồi chú Mười ơi. Đâu có liên quan tới con, cậu kia cầm lái đi mà. Dạ, con biết sai rồi. Từ nay con sẽ không dám tái phạm lần nào nữa đâu bác. Thôi thôi, bỏ qua hết đi. Hai đứa lên xe chạy về đi, để khuya rồi. Dạ, vậy con chạy trước nha chú Mười. Rồi chân Tám còn đau không? Hay chạy lại nhà bác sĩ khám cái cho chắc đi. Có gì đâu, thôi, đi về. Mấy ngày sau, khi Nhi đang ở trong nhà bếp, thì có tiếng điện thoại reo. Alo, em nghe nè. Bộ em giận anh chuyện gì hay sao? Anh nhắn tin em hoài mà em không có trả lời. Anh không biết sao mà còn hỏi nữa. Chuyện đó anh đã xin lỗi rồi mà. Anh xin á, nhưng mà má với chú Mười chưa có chấp nhận. Mọi người nói á, anh lái xe vô trách nhiệm như vậy á, còn người anh á cũng y như vậy đó. Anh đâu có vậy đâu. Chỉ tại cái đèn xe mà giờ anh á thành người vô trách nhiệm rồi. Anh phải làm sao đây em? Em nói với hai bác bỏ qua cho anh đi. Chuyện đó em không có nói giùm được. Anh muốn á thì tự tới nhà mà nói đi. Em làm khó anh quá vậy. Sao anh dám tới được? Anh mà tới là chết chắc luôn á. Không dám thì thôi. Tại cái đèn xe chứ có phải tại anh đâu mà anh lo. Em ơi, em nói vậy là chết anh rồi. Tại cái đèn xe thiệt, nhưng cũng tại anh. Đó, vậy mà anh cứ đổ thừa cho cái đèn. Nhưng đó giờ quen anh á, em hiểu tính tình của anh mà. Chỉ có chuyện nhỏ như vậy, đâu thể nói lên được con người anh vô trách nhiệm đâu em. Em thấy á, má với chú Mười nói cũng đúng á. Văn hóa tham gia giao thông phản ánh tính cách con người. Nết người sao á, sẽ có hành động như vậy á. Trời ơi, vậy thì quan cho anh quá. Em. Đang nói chuyện cái tắt điện thoại ngang xương vậy. Không có lịch sử chút nào. Con á, phải làm căng như vậy, anh mới thay đổi chứ má. Không biết là có thay đổi được nó hay không.
Hay là nó thay người yêu là xong luôn nha con. Ảnh mà vậy á, thì con kiếm người khác. Đúng rồi con gái, mình tốt đẹp vậy, không sợ không tìm được người tốt. Nói kiểu như anh là ba con Nhi vậy á, làm phát ớn. Con cũng coi chú Mười như người thân lâu rồi mà má. Ơ, có ai tới kìa kìa, ra coi đi con. Chàng ơi, anh Vũ, anh có gan tới nhà luôn kìa má. Anh với con Nhi vừa vừa phải phải thôi nghe, người ta đã tới nhà rồi đó. Dạ, con chào hai bác. Con có mua ít trái cây, biếu hai bác ăn lấy thảo. Cảm ơn con. Thôi ngồi đi con, mua chi cho tốn tiền không biết. Nhi, lấy nước cho anh Vũ đi con. Dạ. Dạ, được rồi bác, con không có khác. Rồi sao, bữa nay cậu tới nhà có chuyện gì không? Dạ, con biết chuyện con làm hôm trước không có đúng. Con đến đây xin lỗi hai bác. Con hứa từ đây về sau á, không dám tái phạm nữa. Hai bác tha lỗi cho con. Chứ không phải lỗi của cái đèn sao? Cái anh này, con nó cũng xin lỗi rồi. Bác nhắc đây lại nhắc cái cách con tham gia giao thông an toàn cho mình, mà cũng an toàn cho người khác. Phải biết nghĩ cho người khác, nhường nhịn việc nhỏ mới nên việc lớn được nghe con. Dạ, con hiểu rồi ạ. Chung quy chỉ cần con đàng hoàng, hiểu chuyện, có trách nhiệm á thì bác đồng ý, không có cấm cản gì hai đứa đâu. Dạ, con cảm ơn bác. Vậy mà Nhi á làm con lo lắng quá trời. Phải nói vậy á, anh mới dám tới đây chứ. Không tới á thì công tình bác với con Nhi làm bữa tiệc này hết ý nghĩa hay sao? Dạ, vậy là... Bác nói với con Nhi làm bữa cơm để con đến và ra mắt hai bác. Ủa, té ra hai người cũng giấu tôi luôn. Bà đặt âm mưu này nọ ha. Đâu có đâu má. Chú Mười á muốn thử anh Chủ coi ảnh có thiệt tình với con không mà. Nếu bữa nay á con nói vậy á mà ảnh rút lui á thì coi như xong rồi đó. Cũng may là anh đã đánh liều tới đây đó. Cái gì mà liều? Muốn có vợ á phải có gan mới được. Dám làm, dám chịu chứ con. Thôi, vô bếp phụ với con Nhi lo dọn cơm lên đi kìa. Dạ, cảm ơn bác. Con xin tuân lệnh. Anh tự quyền quá hén anh Mười. Tôi tưởng anh là chủ nhà không ấy chứ. Tám đừng có giận. Tôi có làm gì cũng là lo cho con đó chứ. Tôi không có ý lạm quyền đâu. Được rồi. Anh mà cứ lằng nhằng tụi nhỏ cười chết à. Thôi, xuống ăn cơm. Vậy là Tám vui rồi phải không? Giờ đi không? Hay ở đó nói hoài? Đi liền, đi liền. Tôi theo Tám xuống bếp liền. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Chỉ tại cái đèn của tác giả Thúy Hằng. Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.